Sáng ngày 3 tháng 10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công văn 368 gửi Ban Chỉ huy các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đề nghị chuẩn bị ứng phó cơn bão Coi-nu. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 3 tháng 10, bão Coi-nu trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon của Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ đêm nay, ngày 3 tháng 10 có gió mạnh dần lên cấp 6 đến 7, từ đêm ngày 4 tháng 10 có gió mạnh lên cấp 8 đến 10, vùng gần tâm bão cấp 11 đến 13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Đến sáng ngày 5 tháng 10, bão Coi-nu đi vào vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão Coi-nu, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa thông báo cho chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm,